tăng lương từ ngày 1 tháng 7. Lương bác sĩ nào tăng cao nhất? Quốc hội vừa đồng ý với đề xuất của chính phủ tăng lương cơ sở 30% từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo đó, lương của công chức, viên chức được tính bằng cách nhân hệ số lương với 2,34 triệu đồng thay vì mức 1,8 triệu đồng như hiện nay. Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp hạng 1, bác sĩ y học dự phòng cao cấp hạng 1 được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm A3.1 từ 6,2 đến 8,0. Chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính hạng 2, bác sĩ y học dự phòng chính hạng 2 được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, nhóm A2.1 từ 4,4 đến 6,78. Chức danh nghề nghiệp bác sĩ hạng 3. Chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng hạng 3 được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 từ 2,34 đến 4,98. Nếu bác sĩ là người ký hợp đồng lao động với cơ sở y tế, dù trong hay ngoài công lập, thì đều thực hiện chế độ lương, phụ cấp theo thỏa thuận được ghi trong hợp đồng lao động. Có thể thấy lương bác sĩ ở bậc cao nhất sẽ là hơn 18,7 triệu đồng, tăng khoảng 4,3 triệu đồng so với trước đó. Mức lương thấp nhất của bác sĩ là gần 5,5 triệu đồng, tăng hơn 1,2 triệu đồng.